Nó có lóc khủng luôn nè. Hàng chi nó nhỏng hôm lên trời luôn nè. Wow. Đồng. Nè. Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube Dương nha. Thì sáng hôm nay Dương lại tiếp tục cái video là đi thăm lời nha cô chú anh chị. Thì trên đường đoạn đường đi thăm lời thì Dương sẽ quay lại cái thành quả của Dương cho cô chú anh chị mình xem nha. Thì hy vọng là hôm nay sẽ có cái thành quả khá là to xíu để mình có cái video hay. Thì bây giờ Dương sẽ mời cô chú anh chị mình đi theo Dương để trải nghiệm thăm lời nha. Rồi bây giờ mình đi theo cô chú anh chị mình đây. Có gì không? Cá lóc lóc, cá lóc. Xem chút nó mắc rồi. Thấy là im đó. Hui. Cái dạng của chú chị cắn quá à, vừa được con cá lóc nha, lóc bự nha, nên nó chạy dữ thôi rồi. Để Dương sửa cái thùng này, nhét cái cho nó vô đi thôi.
này nó ở ngoài này là ao, quẩy người ta xuống nước luôn á. Rồi mất cái này nặng quá. Chuyến này dừng thả đi. Quá trời, cái vàng cắn. Rồi, tiếp tục thôi. Hôm nhẫn lên luôn, có cái gì không nhẫn hôm luôn vậy. Mẹ mẹ ơi, vô con cá lóc kiến chặt bá bự luôn, phải bẻ cái ngạnh nó mới lấy nó ra được. Rồi nó bự quá mà nó vươn hai kỳ, nó qua hai bên á, mình không có bắt không lấy ra được nữa. Máng cái kỳ trên lưng nữa. Vô con cá là kiếm bự quá, bởi vì nó cái tung cái lò lên. Đây, cái này nó lại đi đâu ta? À, mình nhớ rồi, mình nữa là bị cắt cỏ nên đó mình giờ cái lại của mình qua cái bụi lùm bên đây. Ê, cái nhẫn hôm lên chạy rồi, cái hôm nhẫn lên chạy rồi. Kéo nó ra có con gì không mà nó nhẫn hôm lên luôn vậy. Wow, trời ơi, một ba con, ba con cá lóc khủng luôn nè, hèn chi nó nhổng hôm lên trời luôn nè. Wow, vô ba con cá khủng luôn, hai con khủng vô con mini nó nhổng hôm lên luôn. Wow, cá tung. Là bé mini. Bé khủng. Xíu nó xảy à. Dư hứng làm cho nó chảy vô cái lại lại nè. Nó tung vô mặt của Dương luôn á. Xíu nữa xảy à. Hôm nay cũng thấy ổn ổn nha. Sao vậy em, ổn không em? Cái gì? Ở đó đâu có đâu, ở đây đâu có đâu. Em đặt trong lùm mình bắt mà. Hả? Góc nào? Đó là đâu đặt đâu. Ôi. Cái gì? Hiệu ảnh hả? Hôm nay anh ông ổn nè.
Đây, một bé nữa nha. Wow, đùng to đùng luôn. Sáng giờ xem sảy hai con rồi đó. Máng máng mấy cái hôm này dễ dục. Lấy ra nó máng máng mấy cái hôm này dễ xảy mà. Wow. Thôi vắng tanh như chùa bà đánh. Ủa thôi xúc sổ cái gì vậy, xúc cây vậy, lẽ cá bự nó vô nó tung cái xúc cây vậy ta, trở lên cây. Ui da, thiệt mà. Con cá gần cái ký luôn. Ghê vậy. Ui da. Ui da. Cá khủng luôn. Thì ra là con cá khủng nó vô nha, nó xúc cái tung xúc cái cây luôn nha. Này. Ây da. Ui ui, con này cũng gần cả ký luôn, chắc 700 gram luôn á. Hàng chi nó tung xúc cây cho luôn, bự quá. Nó vô cá nó có 700 gram à. Nó tung độ xúc cây vô luôn à. Cái gì? Sao anh biết, anh thấy dấu đổ là thấy cái người này dấu nó tung. Không ra. Này nước hơi nhiều hơn mọi ngày á. Cái coi nước trong mình có thấy con gì lội lội không? Không thấy gì hết vậy. Thôi, thấy thôi. Cua. Xúc cây nữa nha. Cây xúc nữa rồi. Cái gì? Cái gội vô, ra con rồi. Ôi trời. Ôi. Xúc cây là hả? Là nó túm lại là nó ra con rồi. Bữa sau dùng phải tắm ba cái cây mới được quá. Thả hết con rồi. Cây này nó hơi lỏng á, nó tung mạnh quá cái đầu xúc lại. Cái dạng này nhưng mà cái lò cuối cùng mới chín gì không đây. Cái dương thấy tung dữ lắm rồi đó, tung cái lò gọn gàng chân nè.
Ui trời ơi. Không rộng vàng chứ mà không có con lắc luôn. Bắt đi không luôn. Thì Dương chỉ bắt một con cá phi bự thôi. Ui. Con chết bắt luôn. Giờ qua đây. Mình thấy cá tung tung lờ nè. Quá. Wow. Một con cá lóc nè. Giờ này là cái lờ cuối cùng rồi đó. Là cuối cùng được con cá lóc trứng thôi. Không có bự. Nhiều không? Trời ơi, ghê à. Hơn 5 kg á. Yeah. Ghê à. Ghê không? Quá khủng kìa. Quá đã, quá đã. Cá lóc ngon. Ngon á. Ngon không? Ngon. Mấy cá lóc kiến bắt mấy cá phiêu bự. Ừ. Thôi về nhà đổ ra. Về nhà mình đổ ra mình quay. Trời à, cũng sáng sáng bét luôn rồi. Thì mấy anh em mình sẽ quay về nha, để đổ cái thành quả ra cho cô chú chị mình xem luôn. Bữa nay nước cạn xong mà cũng ướt nhẹp. Nên là nước cạn cũng nhẹp à. Cái gì? Rồi giờ mình về thôi. Dương vừa về tới nhà nha. Thì Dương đổ cái thành quả hôm nay của Dương ra cho cô chú xem nha. Bắt mấy ốc luôn. Đây là cái thành quả của ngày hôm nay của Dương này nha. Wow, chắc 4 kg cá lóc á. Nhưng mà cá này cũng bự luôn rồi. Cái video của Dương tới đây hôm nay là kết thúc nha. Hẹn cô chú anh chị cái video sau thì Dương đi thăm Dương xe quay cho cô chú anh chị mình trải nghiệm nha. Bye cô chú anh chị nha.